3. Bà Trần Thị Hồng Thanh. Họ và tên thường dùng: Trần Thị Hồng Thanh. Họ và tên khai sinh: Trần Thị Hồng Thanh. Ngày tháng năm sinh: mùng 6 tháng 4 năm 1977. Giới tính: nữ. Quốc tịch: chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác. Nơi đăng ký khai sinh: phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Quê quán: xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Nơi đăng ký thường trú: tổ dân phố 18, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Nơi ở hiện nay: số nhà 9, đường Lý Thường Kiệt, tổ dân phố 18, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân: 0371-7700-2223. Ngày cấp: mùng 7 tháng 8 năm 2018. Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an. Dân tộc Kinh. Tôn giáo: không. Trình độ: giáo dục phổ thông 12/12 phổ thông. Chuyên môn nghiệp vụ: cử nhân luật. Học vị: thạc sĩ. Lý luận chính trị: cao cấp. Ngoại ngữ: tiếng Anh trình độ C. Nghề nghiệp hiện nay: cán bộ. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp. Nơi công tác: Thành ủy Tam Điệp. Ngày vào Đảng: 26 tháng 4 năm 2004. Ngày chính thức: 26 tháng 4 năm 2005. Số thẻ đảng viên: 150481150. Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Điệp. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể. Tên tổ chức đoàn thể: thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tam Điệp. Tình trạng sức khỏe: tốt. Các hình thức kỷ luật: xử lý vi phạm đã bị áp dụng, Đảng, chính quyền, đoàn thể không bị kỷ luật, không có án tích. Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, khóa 8, nhiệm kỳ 2016-2021. Tóm tắt quá trình công tác: thời gian từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 3 năm 2002, cán bộ chuyên trách thị đoàn Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 4 năm 2002 đến tháng 10 năm 2004, cán bộ chuyên trách Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 12 năm 2007, chuyên viên tổng hợp Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 11 năm 2008, Phó trưởng phòng Tư pháp thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 12 năm 2009, Phó trưởng phòng phụ trách phòng, quyền trưởng phòng Tư pháp thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 6 năm 2010, trưởng phòng Tư pháp thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 2 năm 2015, thành ủy viên, trưởng phòng Tư pháp thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 6 năm 2015, thành ủy viên, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, phụ trách cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tam Điệp, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Điệp, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Điệp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Từ tháng 11 năm 2020 đến nay, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Điệp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Bà được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Kính thưa các vị cử tri, rất vinh dự cho tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú, tín nhiệm hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước nhân dân. Với trách nhiệm được giao, những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo và những kinh nghiệm thực tiễn tích lũy trong 20 năm công tác ở cơ sở, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội, tôi xin hứa sẽ đem hết năng lực và tâm huyết để thực hiện tốt nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu nhân dân với chương trình hành động cụ thể như sau.
Một là tham dự đầy đủ có trách nhiệm các kỳ họp của Quốc hội, liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời, trung thực những ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương. Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri, tiếp công dân đúng quy định và báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Quốc hội, thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hướng dẫn giúp đỡ công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. Hai là, trong hoạt động lập pháp, bản thân tôi được đào tạo chuyên sâu về luật, tôi sẽ tích cực tham gia cùng Quốc hội tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của nhà nước phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, dễ áp dụng, tính ổn định và khả thi. Trong tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tôi luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, tập trung nghiên cứu, tham gia có trách nhiệm trong quyết định những vấn đề trọng đại liên quan đến phát triển kinh tế xã hội tầm vĩ mô, về chính sách đối nội, đối ngoại và giữ vững chủ quyền quốc gia. Cùng với đó, tôi sẽ tập trung nghiên cứu, khảo sát, nắm chắc tình hình kinh tế xã hội, đời sống nhân dân để có những đề xuất, tham gia có trách nhiệm trong quyết định các chính sách, đảm bảo các chính sách ban hành đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và đáp ứng yêu cầu phát triển chiến lược của đất nước. Trong hoạt động giám sát, tôi sẽ tham gia đóng góp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Quốc hội nói chung và của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nói riêng. Tôi sẽ đề xuất nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri đang quan tâm, những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, đặc biệt là việc thực hiện có hiệu quả luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, để qua đó góp phần xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, đồng thời chú trọng giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát. Ba là tỉnh ủy viên, tôi sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết, trong chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Ninh Bình là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030, Ninh Bình trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Và thực hiện có hiệu quả 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, 3 khâu đột phá, 6 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Cùng với đó, tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh để thường xuyên nắm tình hình, trao đổi công tác và giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ. 4 là, đối với tỉnh Ninh Bình và những địa bàn nơi tôi ứng cử, tôi sẽ tập trung đi sâu tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật của nhà nước, từ đó đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với đặc thù của địa phương, góp sức cùng các cơ quan trong tỉnh, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan trung ương nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương cho đầu tư phát triển. Đối với những vấn đề nổi lên của địa phương, tôi sẽ tích cực lắng nghe ý kiến của cử tri, kịp thời có ý kiến cùng các cơ quan chức năng giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Và nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội, tôi có nhiều cơ hội hơn để thực hiện tốt việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của vùng đất con người Ninh Bình, góp phần thu hút đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh. Năm là nữ giới, tôi sẽ tham gia tích cực trong việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, giám sát việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới nhằm đảm bảo cho phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực và thành quả của sự phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy bình đẳng nam nữ trên mọi phương diện, đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình. 6 là, trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập sâu rộng, tôi nhận thức rằng, để đáp ứng nhiệm vụ được giao, bản thân mình cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm, không tham nhũng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ và đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm, không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt, để không phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của cử tri đối với bản thân. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị cử tri, tôi mong muốn cử tri sẽ ủng hộ và tín nhiệm bầu tôi là đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, để tôi có cơ hội đóng góp khả năng tâm huyết của mình để góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình và đất nước ta ngày thêm dân chủ, giàu đẹp, văn minh.